Chào các bạn, hôm nay mình làm cái món cá cơm khô. Thì mình rửa sạch rồi, bây giờ mình trải ra cái mâm để cho nó ráo nước, mình chiên cho nó nhanh. Bây giờ thì mình cho nó vô mình chiên. Mình mở lửa nhỏ, cứ đảo đều tay các bạn. Lúc nó vàng đều là ok đó, bây giờ thì nó cũng bắt đầu cũng được rồi các bạn. Để nó vàng quá thì nó bị đắng rồi, mình vớt nó ra. Này là cá cơm khô mà loại mini các bạn, loại nhỏ xíu xíu như cây tăm á. Mình thì mình thích ăn cái loại nhỏ nhỏ này các bạn, ăn nó giòn nó đã lắm. Còn cái loại lớn hơn thì ăn nó dai hơn. Ai thích ăn dai thì mua cái loại lớn các bạn. Rồi bây giờ mình làm cái chén nước mắm tỏi băm với đường. Cho khoảng có chừng 3 muỗng đường. Mình thêm một tí tương ớt nữa. Liều lượng thì nó tùy thuộc theo cái lượng cá mình làm thích hay nhiều nữa. Mình quậy cho nó tan ra hết là ok. Rồi bây giờ mình cho cá khô vô lại trong chảo. Đó, mình rưới nước mắm tỏi này lên. Cho nước mắm tỏi đường này vô rồi mình đảo đều lên. Khi nào mà nó rút hết nước mắm vô trong con cá là ok các bạn. Rồi bây giờ mình cho thêm ớt vô cho nó cay ha. Rồi nó cũng ráo nước rồi đó, là xong rồi các bạn. Cho nó ra dĩa, mình để nó nguội rồi mình cho vô hũ mình cất để ăn dần, lúc nào cần thì mình ăn thôi. Rảnh rỗi mình bầm một trái xà xanh ra các bạn, bắt đầu cái mình trộn nó vô, cho vài cái lá răm vô nữa. Làm vài ly là cũng bắt lắm đó, các bạn. Nghe nói chả đúng miếng luôn anh, làm chén cơm đã. Ok, xin mời các bạn nha, làm miếng cơm đã. Nghe mùi thơm quá, cũng đói bụng quá. Giòn tan rồi các bạn ơi. Mình khoái ăn giòn giòn kia nè, cay cay mặn mặn, quá ngon luôn. Ok lắm các bạn ơi. Cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi video. Đừng quên cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.